công khi chỉ ra ô nhiễm tại Việt Nam, chia sẻ trên Reuters, IQE Eviro, đơn vị vận hành ứng dụng Eviro cho biết họ bị công kích đồng loạt sau khi công bố số liệu cho thấy Hà Nội đứng top một trong 90 thành phố về ô nhiễm không khí. Nhiều tin nhắn phê phán được gửi tới fanpage của Eviro trên Facebook. Các lời bình luận tiêu cực cũng đã xuất hiện trên phần bình luận của Eviro tại hai chợ ứng dụng App Store và Google Play. Những cuộc công kích bằng tin nhắn, bình luận và vuốt sao này được thực hiện nhằm với mục đích làm hạ thấp uy tín của công ty. Đã từng có thời điểm, Evisual là một trong những ứng dụng được tải xuống nhiều nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, vào ngày mùng 6 tháng 10, ứng dụng này đã phải tạm thời chặn người dùng Việt Nam trước sự công kích từ phía các cư dân mạng. Trên Reuters, Evisual cho biết dữ liệu của họ đã giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề chất lượng không khí ở Việt Nam. Thế nhưng điều này cũng khiến tổ chức này trở thành mục tiêu của sự công kích. Evisual cho biết đang hợp tác với Apple, Google và Facebook để xác nhận rằng họ đã bị tấn công không công bằng tổ chức này cũng khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp ứng dụng airvizua thêm một lần nữa tại việt nam